Ngon, bổ, rẻ luôn là câu thần chú khiến chúng ta cảm thấy hứng thú với bất cứ sản phẩm nào. Và bàn phím cơ First Player DK3.0 chính là định nghĩa hoàn hảo cho câu thần chú đó. Với kích cỡ chuẩn full size 104 phím bấm đầy đủ, DK3.0 còn được trang bị đèn LED đầy màu sắc với 7 màu cố định cùng các hiệu ứng ánh sáng có thể tùy chỉnh dễ dàng bằng phím tắt phù hợp với từng nhu cầu hoặc thể loại game cụ thể. Mặc dù có mức giá tương đối rẻ trong làm bàn phím cơ nhưng điểm ấn tượng nằm ở chính những switch của nó. DK3.0 sử dụng optical switch, một loại switch sử dụng cảm biến quang học thay cho các tiếp điểm kim loại thông thường, từ đó mang lại tốc độ phản hồi cũng như tuổi thọ cao hơn rất nhiều do tránh được hiện tượng oxy hóa. Đây là Blue Switch mang lại tiếng clicky khi gõ, và mặc dù phần connector giữa switch và keycap trông khá khác thường nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng thay thế bằng những bộ keycap tiêu chuẩn trên thị trường. Bên cạnh đó thì keycap sẵn có của DK3.0 cũng được hoàn thiện rất tốt với chất liệu ABS double shot xuyên LED, bề mặt mỗi phím bấm đều được làm nhám trong khi các cạnh bên vẫn trơn bóng mang lại vẻ đặc biệt cho thiết kế. Mặc dù có mặt đáy và các cạnh bên được bao bọc bằng nhựa nhưng phần mặt plate vẫn sử dụng kim loại cứng cáp mang lại độ bền cao cho sản phẩm. Hiện tại thì DK3.0 được bán ra tại TNC Store với giá chỉ 999.000 đồng, bảo hành 2 năm.